xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xài cái Cricut Maker để mình làm mấy cái nơ để cho kẹp lên tóc cho con nít hay là em bé. Đầu tiên á, thì mình xài cái design này, mình lấy ở Cricut Design Space. Rồi mình mua cái này á, là nó kêu là false leather, là da giả. Như gì? Rồi mình chỉ bấm, rồi nó cắt vô cái máy Cricut Maker của mình thôi. Thì các bạn sẽ xem coi sao mình làm mấy cái nơ này. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Subscribe, thumbs up. Bye!